Hôm nay chúng ta lại trở lại với Altium Maxidat. Hôm nay OBD Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Altium Maxidat để kiểm tra, kích hoạt các bộ phận chấp hành ở trên xe và đặc biệt kiểm tra hệ thống anten trên Smart Key. Chúng ta cùng vào xem. Chúng ta sẽ kết nối rắc chẩn đoán với OBD2, cổng OBD2 ở trên xe và bật nút nguồn ở trên đầu. Chúng ta sẽ khởi động máy lên. Đây là xe Tucson, Hyundai Tucson 2011. Các bạn có thể chọn tự động nó phát hiện ra xe, nó chọn xe, hoặc là chọn xe bằng tay. Đây là đăng ký cái thị trường. Đây là thị trường châu Âu, thị trường Trung và thị trường Mỹ. Đây là thị trường châu Âu. Ok. Chúng ta chọn bằng tay đi. Altium Maxidat hỗ trợ tất cả những cái dòng xe của Hyundai giống như GDS chính hãng. Chúng ta là Elite 35. M11. Động cơ 2.0. Chúng ta có phần chẩn đoán và sửa chữa những cái reset những cái đèn báo và phần lập trình. Chúng ta vào phần chẩn đoán. Auto scan. Hiện tại chiếc xe có hai lỗi của hệ thống cân ổn định điện tử và một lỗi của hệ thống gài cầu. Chúng ta sẽ đọc lỗi. Đây là hai lỗi lịch sử, báo cảm biến tốc độ bánh xe ở đằng sau bên trái và đằng sau. Cảm biến tốc độ bánh xe ở đằng sau bên trái. Chúng ta xóa lỗi. Lỗi đã được xóa. Chúng ta vào kiểm tra chức năng đặc biệt. Chức năng đặc biệt thì cho chúng ta chọn cái kích hoạt để xả gió trong hệ thống phanh ABS, là cân chỉnh cái cảm biến của những cảm biến của cái hệ thống ổn định điện tử, là cân chỉnh cảm biến G. Hiện tại hệ thống đang bị lỗi mạng can U0001. Tại hệ thống đã hết lỗi. Ở những video trước chúng tôi hướng dẫn các bạn sử dụng đọc lỗi, xóa lỗi và kích hoạt. Thì hôm nay chúng tôi sẽ không hướng dẫn các bạn đọc lỗi, xóa lỗi, kích hoạt những cái hệ thống trong động cơ hộp số nữa.
Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt các cái thiết bị điều khiển ở hệ thống body. Khi các bạn phát hiện một hệ thống đèn hay là xin nhan hoặc là gạt mưa vân vân ở trên cái thuộc kiểm quyển soát của hộp body bị lỗi, thì các bạn có thể vào đây để kích hoạt nó để kiểm tra xem là lỗi tín hiệu đường dây hay là do bóng đèn cháy hay do motor gạt mưa hỏng vân vân, để các bạn có thể xác định nhanh chóng và sửa chữa nó được dễ dàng hơn. Đây là đọc lỗi, xóa lỗi, xem data, kích hoạt và thông tin cái ECU. Các bạn có thể vào đây để tham khảo cái mã phụ tùng của nó. Đây là mã phụ tùng của nó. Chúng ta sẽ thử kích hoạt. Chúng ta kích hoạt cái dơ le, cái motor gạt gạt kính, gạt gạt mưa này. Đây. Start. Dạ, các bạn sẽ thấy. Dạ, đó. SC. Chúng ta sẽ thử kích hoạt cái đèn xin nhan ở bên trái. Đây ạ. Hiện tại nó đang nháy đấy ạ. Chúng tôi dừng lại. Tiếp tục ạ. Dừng lại. Thì khi các bạn kích hoạt như thế này thì chúng ta có thể xác định được vùng hư hỏng của nó. Chắc chắn là chúng ta sẽ loại trừ được trường hợp nếu như khi bật công tắc mà không đèn đèn xi nhan không sáng, thì chúng ta đã loại trừ được ngay là trường hợp có thể hư hỏng công tắc hoặc là đường dây tín hiệu từ công tắc xuống hộp body. Chúng ta có thể dễ dàng loại trừ được những nguyên nhân và xử lý sẽ nhanh chóng hơn ạ. Ta sẽ thử kích hoạt cái xin nhan ở bên phải. Đây. Stop. Tương tự các bạn có thể kích hoạt đèn pha cốt hay đèn sương mù hay đèn trần. Đây ạ. Các bạn có thể cái đèn báo của hệ thống chống trộm. Star. Đó, đèn ở trên gương này ạ, nó đã sáng rồi ạ. Stop. Rất nhiều, các bạn có thể kích hoạt rất nhiều những hệ thống. Tôi chỉ đi sơ lược qua thôi. Giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn vào đây để kiểm tra những anten của hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key. Trong những cái trường hợp mà chìa khóa của chúng ta không, xe nó không nhận cái chìa khóa, các bạn không thể để nổ được. Hay là hoặc là các bạn bắt buộc phải cắm chìa khóa vào trong hộc thì các bạn mới đề nổ được, thì đó liên quan đến hệ thống nhận tín hiệu chìa khóa. Nó gồm 6 cái anten ở trên xe, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra dùng Altemaxidat để kiểm tra cái anten đó. Các bạn có thể ở đây vào đây để kiểm tra anten ạ. Để kiểm tra anten số 1. Điều kiện nó bắt buộc là chúng ta phải để cái chìa khóa ở giữa cái chỗ châm thuốc lá và cái cần đi số này. Đây, các bạn phải để đây, để chìa khóa ở đây. Và tắt khóa điện off. Tắt off đi ạ. Ok. Rồi. Hệ thống đã test, không có vấn đề gì cả. Chúng ta kiểm tra đến cái anten thứ hai. Chúng ta để chìa khóa đây. Đúng
Hệ thống đã nhận anten không có vấn đề gì cả. Chúng ta kiểm tra đến cái anten thứ ba. Chúng ta để chìa khóa sang bên ra ghế sau ạ. Ok. Rồi, hệ thống bình thường. Kiểm tra đến cái anten thứ tư. Anten thứ tư này nó nằm ở phía sau cốp sau. Các bạn bắt buộc phải để mang cái anten ở phía ra để phía sau cốp. Anten này nó tránh cái trường hợp các bạn khi lấy hành lý xong các bạn để quên để rơi cái chìa khóa ở trên xe thì nó sẽ không lóc cửa lại. Để giúp anh ra đằng sau cái cản. Ok. Rồi, đã nhận. Các bạn kiểm tra đến cái anten thứ 5 là cái anten ở trên tay nắm ở cửa của cửa bên lái. Đây, chúng ta mang ra ngoài. Tôi thử để cái chìa khóa ở đây xem nó có nhận được không nhé. Chắc chắn nó sẽ không nhận. Đó, hệ thống đã lỗi rồi này. Hệ thống lỗi này. Ok, tôi kiểm tra lại nhé. Đây. Cầm giúp anh ra ngoài để ngoài chỗ cái tay nắm cửa. Đây ạ. Chúng ta sẽ để bên ngoài này. Ok. Rồi, ok, hệ thống đã nhận. Chúng ta sẽ kiểm tra đến cái anten. Tiếp theo là anten ở bên tay nắm ở cửa bên phụ. Sơn mang ra đây để bên này cho anh ấy. Rồi, đây chúng ta sẽ để tay nắm ở cửa bên phụ để kiểm tra cái anten bên đó. Ok. Rồi, hệ thống tốt ạ. Nếu như trong trường hợp một anten nào mà các bạn kiểm tra thấy nó báo fail, chứng tỏ anten đó đã có vấn đề, thì các bạn có thể loại trừ nhanh chóng để chúng ta có phương án thay thế. Rất nhiều những cái tính năng như kiểm tra những cái thông tin của ECU hay là kích hoạt các bộ phận chấp hành, xem data, đọc lỗi, xóa lỗi. Thì những chức năng này chúng tôi đã hướng dẫn các bạn ở nhiều cái video trước rồi. Chúng tôi sẽ không hướng dẫn ở đây nữa. Các bạn có thể cài đặt mã chìa khóa, cài đặt thêm chìa khóa cho xe. Ở video sau chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cài đặt chìa khóa ở trên xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn.